mỗi phù thương thời gian chẳng lại em ơi pha trà châu gái thì châu một tình ăn thào cho đỏ môi mình môi lan châu này em đêm tối không giống cha giống mẹ em ra
các đồng chí cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, ban chấp hành hội người cao tuổi tổ dân phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông Hoàng Xuân Nguyên, chi hội trưởng hội lao, chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố Tân Định, ông Hoàng Xuân Lợi, trưởng ban quản lý đình làng, ông Nguyễn Huy Hào Nguyên, ban chấp hành hội người cao tuổi tổ dân phố, và Ninh Thị Điểm Nguyên, chủ tịch công lạc Nguyên, chủ nhiệm công lạc bộ dưỡng sinh, Hà Quang Cảnh, ban thường vụ hội người cao tuổi xã Tân Hương, để vì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về giờ còn có con em trong tổ dân phố là những nhà hảo tâm tài trợ như anh Hoàng Hương, anh Hoàng Vinh, anh Hoàng Tiểu, anh Hoàng Sơn, anh Nguyễn Hải, anh Nguyễn Công, chị Hằng Thẩm và chị Thủy Mai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đơn vị bà có xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dưỡng sinh Văn Nghệ đến từ tổ dân phố Trường Thọ Kho Bảo, Nguyễn Thị Như làm trưởng đoàn. Câu lạc bộ dưỡng sinh Văn Nghệ đến từ tổ dân phố Thanh Hoa, phường Trung Thành, Kho Bảo, Nguyễn Thị Dũng làm trưởng đoàn. Câu lạc bộ Tiêu Vũ Sa La Sang đến từ thành phố Phổ Yên do chị Thu Hà làm trưởng đoàn. Cuối cùng là câu lạc bộ dưỡng sinh chủ nhà do chị Đặng Thị Thư làm trưởng đoàn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chương trình của giao lưu gồm có tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, hai ông Hoàng Xuân Nguyên văn chấp hành hội người cao tuổi lễ khai mạc, ba phát biểu của lãnh đạo phường, bốn các đoàn lên tặng hoa và chúc mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Xuân Nguyên, ban chấp hành hội người cao tuổi tổ dân phố Tân Định lên khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Tân Định, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền tổ dân phố Tân Định, cơ cấp vị đại biểu, các việc quy tắc, các câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh trong và ngoài phường Tân Hương, thưa toàn thể nhân dân, lời đầu tiên thay mặt ban chấp hành Chi hội người cao tuổi Tân Định xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các vị đại biểu và các quý vị quý khách trong buổi gặp mặt ngày nay. Được sự đồng ý của ban chấp hành hội người cao tuổi phường Tân Hương, sự nhất trí của đảng, chính quyền của dân phố Tân Định, hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2022, Chi hội người cao tuổi câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Tân Định long trọng tổ chức 2022 ngày thành lập câu lạc bộ và giao lưu văn nghệ dưỡng sinh với các câu lạc bộ trong và ngoài phường. Kính thưa các vị quý khách, Tân Định mảnh đất thiên thời địa lợi nhân hòa hưởng góp của thành phố Phổ Yên, đầy tiềm năng và phát triển khi khu đô thị Yên Bình đang gấp rút xây dựng, khu phố Tân Định trong tương lai đang được khởi sắc trong những năm tới. Câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Tân Định trải qua 20 năm với quân số không đông, tài chính kinh tế eo hẹp, kinh nghiệm chưa cao, nhưng với tinh thần nhiệt huyết, hăng say học hỏi, với sự đầu tư giáo viên giảng dạy nhiệt tình, câu lạc bộ đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trong các buổi giao lưu trong và ngoài phường và giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài phường được khen thưởng và đánh giá cao. Với tinh thần người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, thay mặt ban lãnh đạo người cao tuổi ghi nhận và biểu dương sự cống hiến của các thành viên câu lạc bộ trong và trong những năm qua, xin chúc các cụ trong câu lạc bộ mạnh khỏe, hăng say việc làm, có nhiều tiết mục đặc sắc hay, có nhiều tiết mục đặc sắc hay đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân địa phương. Với lý do đó, tôi tuyên bố khai mạc buổi lễ và giao lưu văn nghệ dưỡng sinh câu lạc bộ năm 2022. Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hoang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, nên phát biểu và tặng hoa. Xin thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các thành viên trong các câu lạc bộ dưỡng sinh trong tổ dân phố Tân Thịnh, các thành viên trong các câu lạc bộ dưỡng sinh của các đơn vị bạn,
thì hôm nay thì về dự với chương trình giao lưu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập câu lạc bộ giữ sinh văn nghệ của thành phố Tân Thịnh, thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin được gửi tới các quý đại biểu lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và chúc cho chương trình giao lưu của chúng ta hôm nay thu được kết quả cao nhất, ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thì trong những năm qua các hội viên các hội viên của câu lạc bộ dưỡng sinh tổ dân phố Tân Thịnh nói riêng và các hội viên của các câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của các câu lạc bộ trong toàn phường nói chung cũng ra sức tích cực tập rèn luyện, tập luyện tham gia các hoạt động thể dục và văn hóa văn nghệ chung của địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, thì đối với tổ câu lạc bộ dưỡng sinh tổ dân phố Tân Thịnh thì trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thì đến nay thì câu lạc bộ từ 5-6 thành viên lúc bắt đầu thành lập đến nay thì câu lạc bộ đã có 32 thành viên tham gia tập luyện câu lạc bộ dưỡng sinh. Bên cạnh việc tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe cho các thành viên trong câu lạc bộ, thì bên cạnh đó hội viên của câu lạc bộ còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi. Câu lạc bộ cũng thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ động viên các thành viên trong câu lạc bộ. Thì hôm nay thì nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ, cũng báo cáo với các đồng chí, các quý vị đại biểu là về dự với lại chương trình hôm nay, thì cũng xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin được chúc sức khỏe tất cả các quý đại biểu và chúc cho các thành viên câu lạc bộ của dân phố dưỡng sinh Tân Thịnh nói riêng và chúc cho các thành viên trong các câu lạc bộ dưỡng sinh của các đơn vị bạn luôn luôn có sức khỏe này, sống vui sống khỏe này, và sống có ích cho xã hội, và đồng thời thì cũng chúc cho phong trào văn hóa văn nghệ dưỡng sinh thể dục dưỡng sinh của các câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn. Nhân dịp này về dự với chương trình hôm nay thì cũng xin được báo cáo với quý vị đại biểu là các cá nhân, các đồng chí lãnh đạo địa phương, rồi cá nhân các cá nhân có những bông hoa tươi thắm để gửi đến và chúc mừng cho buổi kỷ niệm hôm nay. Cũng xin được báo cáo với quý vị đại biểu là đồng chí Bùi Xuân Hưng, bí thư đảng ủy phường, cũng có một bông hoa tươi thắm để gửi chúc mừng cho chương trình kỷ niệm ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cũng có một bông hoa tươi thắm. Đồng chí Nguyễn Việt Quý, cán bộ tư pháp, ban quản lý đình làng Tân Thịnh, nhà hàng Thảo Tưởng, ông Hà Quang Cảnh, bà Kiệm, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hương, đồng chí Hoàng Đức Thọ, tổ trưởng tổ dân phố Tân Thịnh, và đồng chí Hoàng Văn Hưng, trưởng công an phường Tân Phú, cũng có những bông hoa tươi thắm gửi chúc mừng cho buổi giao lưu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh Tân Thịnh hôm nay. Thì sau đây thì xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ lên nhận bông hoa tươi thắm của các tập thể và cá nhân gửi tặng buổi ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ cũng như các đồng chí lãnh đạo địa phương, hội người cao tuổi, ban chủ nhiệm câu lạc bộ phường Tân Hương đã có những cái bông hoa tươi thắm để gửi đến chúc mừng 20 năm ngày kỷ niệm câu lạc bộ Tân Thịnh. Xin cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ đến từ Thanh Hoa và Nguyễn Thị Dũng cũng có bông hoa gửi tới ngày hội của chúng ta. Xin trân trọng. Thank you.
tiểu đoàn đến từ câu lạc bộ khiêu vũ Salasa thành phố Cổ Yên lên cắm hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời tỷ. Vâng, về dự buổi giao lưu hôm nay còn có cháu nhà hàng Đức Thu cũng gửi bông hoa và cháu Hằng Thẩm cũng gửi bông hoa tới buổi giao lưu hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, sau đây là chương trình giao lưu văn nghệ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu chị Thúy Thúy sẽ lên dẫn dắt chương trình văn nghệ hôm nay, xin kính mời. Xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý và đặc biệt là các câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ về dự buổi giao lưu văn nghệ dưỡng sinh tổ dân phố Tân Thịnh, phường Tân Hương hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các câu lạc bộ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu văn nghệ hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi có rừng dừa xanh xa tít chân trời, đó là lời bài múa Việt Nam quê hương tôi do câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh tổ dân phố Tân Thịnh thể hiện, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
dự cho buổi giao lưu văn nghệ hôm nay. Được đón tiếp câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh tổ dân phố Thanh Hoa, phường Trung Thành với vũ điệu Tiếp Đoàn, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
thịnh trường thọ bao xa, hai thôn chung một con kênh cây cầu, láng giềng hai xóm hòa chung, cùng nhau ca múa quê mình thêm vui. Đến với buổi giao lưu văn nghệ hôm nay, câu lạc bộ văn nghệ Dưỡng Sinh tổ dân phố Trường Thọ với vũ điệu Đánh Bay Covid, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
vâng, xin cảm ơn câu lạc bộ Vui Khỏe phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên đã gửi tới buổi giao lưu văn nghệ dưỡng sinh một tiết mục rất là đặc sắc. Xin cảm ơn các chị và chúc các chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển. Hồ ơi những xế chiều nhìn thu thương bác biết bao nhiêu. Bác ơi tin bác mênh mông thế ôm cả non sông trọn kiếp người. Tiếp theo chương trình là bài hát Bác Hồ tình yêu bao la do chị Bích Kỳ thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau tiết mục thơ ca và tiết mục dưỡng sinh của các chị thì chuẩn bị trong trang nhân, bao cuộc đời bất tận cao, bao cuộc đời.
của ta, yêu từng ngọn cỏ mọi nhành hoa, tự do cho mỗi đời lô lẻ, sữa đẻ em thơ lụa tặng già. Tiếp theo chương trình là tiết mục múa Người về thăm quê do câu lạc bộ tổ dân phố Trường Thọ thể hiện, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với tiết mục Dân Vũ Tương Phùng Tương Ngộ do câu lạc bộ Thanh Hoa Trung Thành thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
tiết mục đơn ca với bài hát Đất nước trọn vẹn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một liền trị đến từ câu lạc bộ Sahara thành phố Phổ Yên gửi tới quý vị bài hát Người tự sông đàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau tiết mục đơn ca là tiết mục của câu lạc bộ Thanh Hoa chuẩn bị. Thank you.
Oh, yeah.